dòng tiền đang đổ vào những mã cổ phiếu nào và giai đoạn sắp tới thì những cái mã cổ phiếu nào sẽ có điểm mua cho chúng ta để có thể ăn nốt cái nhịp khi mà thị trường kéo những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn này thì anh chị hãy xem video này anh chị nhé ở đầu tiên thì nói qua về cái dòng tiền của thị trường chúng ta có thể thấy được rằng là trong suốt những cái phiên gần đây thì thị trường của chúng ta nó kéo trụ liên tiếp và đều kéo những cái mã cổ phiếu vốn hóa lớn dòng tiền dường như là đã chuyển sang uh, những cái mã cổ phiếu blue chip thay vì những cái mã midcap và penny. Đấy, điều đó nó thể hiện được ở trên những cái biểu đồ của những cái uh, sàn như là up index đúng không ạ? Chúng ta có thể thấy up index đã đi ngang rất nhiều phiên gần gần đây và kể cả HNX index. HNX index anh chị có thể thấy được rằng là nó cũng đã đi ngang đúng không ạ? Khoảng tầm 2 tuần nay đối với cổ phiếu à đối với chỉ số HNX index thì trước đây khi mà vnx của chúng ta nó tăng rất là chậm chạp và đi ngang lâu thì hnx index và up index nó đã cho chúng ta một cái tỷ suất lợi nhuận rất là tốt với những cái mã cổ phiếu penny và những cái mã cổ phiếu vốn hóa nhỏ thì đến thời điểm hiện tại khi mà up index và hnx index nó đã có cái sự chững lại thì vn index của chúng ta bắt đầu tăng đúng không ạ thì vnx của chúng ta bắt đầu tăng tăng với biên độ nhỏ không có nghĩa là thị trường yếu đúng không ạ? Mà dòng tiền nó bắt đầu nó tập trung vào những cái mã cổ phiếu có vốn hóa lớn như ở nhóm banh, những cái nhóm trụ hay là những cái mã cổ phiếu bảo hiểm. Đấy, thì khi mà những cái mã cổ phiếu đó nó có dòng tiền vào thì những cái mã cổ phiếu midcap và penny nó bị dòng tiền nó thoát ra, nó khiến cho cái lực bán ở trong phiên nó có xuất hiện và cuối phiên thì lại được kéo bởi những cái mã cổ phiếu blue chip thì cái thân nến vô hình chung nó sẽ hẹp như này đúng không ạ? Và chúng ta cũng đã cùng nói với nhau rằng thị trường của chúng ta cái vùng cản tiếp theo đâu đó nó ở vùng 1150 anh chị nhá. 1150 thì anh chị có thể thấy được rằng là những cái vùng đâu đó là cái vùng số chẵn này thì thị trường của chúng ta nó sẽ có cái sự chững lại một chút. Điển hình ở đây là cái vùng 1120 khi mà thị trường đã đi lên đây và đi ngang sau đó điều chỉnh hai phiên thì cái target tiếp theo của thị trường em em uh, em target em đặt ra đó là cái vùng 1150 anh chị nhá. Và nó cũng đồng thời nó khớp với cái khoảng thời gian là những cái quỹ trong uh, cuối tháng 6 này họ sẽ chốt NAV quý 2 kèm theo là cái đợt ra báo cáo kết quả kinh doanh uh, vào trong uh, kết quả kinh doanh quý 2 ở tháng 7 này đúng không ạ? Thì lúc đấy khả năng thị trường nó sẽ có cái sự phân hóa giữa các nhóm ngành có kết quả kinh doanh tốt và những cái nhóm ngành có kết quả kinh doanh nó không được tốt thì lúc đấy nó sẽ xảy ra cái sự rung lắc của thị trường và thường những cái thời gian nhạy cảm như này thì thị trường của chúng ta nó sẽ có một cái tâm lý nó rất là lo lắng đúng không ạ và hồi hộp cũng như là không biết là cái giai đoạn mà khi mà thị trường nó điều chỉnh như thế thì chúng ta sẽ tham gia những cái mã cổ phiếu nào. Đấy, thì sau đây em cũng sẽ giới thiệu cho anh chị một số những cái mã cổ phiếu mà chúng ta có thể canh mua ở trong những cái phiên sắp tới anh chị nhá đầu tiên thì chúng ta không thể không nhắc tới HPG đúng không ạ là một cổ phiếu nó tăng rất mạnh trong cái khoảng thời gian vừa rồi và nó mang tiếng là một cái mã cổ phiếu nó rất chi là chậm chạp khi mà cái vốn hóa của nó cực kỳ lớn trong nhóm ngành thép đấy thì nói về HPG chúng ta có thể thấy được rằng khi mà nó tăng mạnh như này và nó và nó tăng rất là dốc như này đúng không? đâu đó nó thể hiện nó phản ánh một cái một cái điều đó là khả năng rất là cao cái kết quả kinh doanh quý 2 này của HPG nó sẽ khá là tốt Đấy, quý 1 thì chúng ta đã có cái kết quả kinh doanh đó là lợi nhuận tăng trưởng bắt đầu dương rồi đúng không ạ? Thì có thể là quý 2 này lợi nhuận của HPG nó sẽ tiếp tục tăng lên và cổ phiếu nó đang phản ánh cái điều đó. Đấy thì các quỹ thì cũng cầm HPG rất là nhiều và trong cái khoảng thời gian vừa rồi thì nước ngoài múc HPG rất mạnh đúng không ạ? Mua HPG rất mạnh thì đâu đó nó sẽ có phải có một cái kỳ vọng nào đấy thì dòng tiền nó mới vào đúng không ạ à, và với những anh chị nào mà chúng ta chưa mua được hpg ở dưới và hiện tại hpg nó tăng mạnh như thế này thì chúng ta sẽ mua như nào đúng không ạ thì ok à, để cho anh chị có thể là rõ hơn thì hpg của chúng ta nó sẽ có những cái điểm mua dạng như thế này đúng không ạ khi mà một cổ phiếu nó đã có một cái nền tích lũy rất là dài đấy sau đó nó có một cái nhịp tăng mạnh thì chúng ta sẽ mua ở đâu đó, thì trong suốt cái khoảng thời gian vừa rồi chúng ta cũng đã có những cái điểm mua dạng như thế này rồi. À, đầu tiên là FTS đúng không ạ? Anh chị có thấy được rằng là cũng có một cái nền tích lũy rất là dài. Sau đó cổ phiếu tăng mạnh thì chúng ta mua ở những cái điểm mà cổ phiếu điều chỉnh này anh chị nhá. Chúng ta sẽ mua ở những cái mã của những cái điểm mà nó điều chỉnh đầu tiên của cổ phiếu thì chúng ta sẽ bắt vào. Đấy, tương tự như vậy chúng ta có BSI cũng là một cái trường hợp như vậy, tích lũy rất dài, tăng rất mạnh hầu như không tạo ra điểm mua và chúng ta sẽ mua ở những cái phiên mà cổ phiếu nó điều chỉnh đó uh, riêng không chỉ riêng bsi sts và chúng ta còn có những cái mã cổ phiếu như là psh cũng vậy đúng không ạ tăng rất chi là mạnh và chúng ta mua ở những cái điểm điều chỉnh thì khả năng có ăn sẽ rất cao Đấy, nên là anh chị có thể hiểu đơn giản là khi hpg mà nó chỉ cần nó điều chỉnh khoảng tầm hai phiên biên độ đâu đó điều chỉnh khoảng tầm 1 đến hai phần trăm ba trăm là chúng ta có thể mua được đối với hpg và em tin rằng là khi mà dòng tiền nó cứ kéo như này ấy, thì rất có khả năng là nó sẽ có những cái điểm nghỉ chân để sau đó nó có thể tiếp tục kéo. Thì anh chị có thấy là trên cái đường kéo đúng không ạ? Trên cái đường kéo của cổ phiếu thì nó cũng có những cái phiên nó nghỉ chân dạng như thế này. Đấy thì đây là những cái phiên mà chúng ta bắt vào. Thì khi mà nó đã kéo hai cây như này rồi đúng không ạ? Thì khả năng cao nó sẽ kéo thêm một cái cây nữa. Đúng không ạ? Sau đó nó sẽ điều chỉnh và lúc đấy chúng ta sẽ vào mua đối với HPG anh chị nhá. Chúng ta sẽ vẫn còn cơ hội để mua HPG. Đấy thì đây là cái điểm mua pullback và chúng ta đã uh, thực hành những cái điểm mua này rất là nhiều lần trong cái khoảng thời gian vừa rồi đấy không chỉ uh, hpg chúng ta có những cái mã cổ phiếu như là fit đúng không ạ chúng ta mua ở cái giai đoạn này chúng ta mua ở cái giai đoạn này đúng không ạ và chúng ta ăn những cái điểm pullback ngược lên đây chúng ta bán rất là nhiều những cái mã ví dụ như là cig cũng vậy đúng không ạ chúng ta mua ở những cái điểm này chúng ta bán trên này đúng không? chúng ta mua ở những cái điểm này và chúng ta bán ở những cái phần trên này đấy thì những cái điểm mua này hiện tại là nó chỉ chuyển dịch từ những cái mã cổ phiếu penny sang mid cap rồi bây giờ lại sang blue chip thôi đúng không ạ thì chúng ta chỉ cần chuyển dịch phương pháp sang những cái mã cổ phiếu khác thì là uh, chúng ta có thể là có điểm mua đối với những cái mã cổ phiếu đó đấy thì hpg nếu mà theo tham minh của em thì khả năng là thứ năm thứ sáu tuần này hoặc là muộn nhất là sáng thứ hai thì chúng ta cũng sẽ có những cái điểm mua đối với hpg nội đâu đó trong khoảng 3 ngày nữa thôi anh chị nhé nội đâu đó trong chỉ khoảng 3 ngày nữa thôi là chúng ta có thể mua được với hpg đấy thì đây là một mã cổ phiếu lớn đầu tiên mà chúng ta phải chú ý những cái mã cổ phiếu tiếp theo mà trong một hai hôm tới chúng ta có thể để ý đó là cổ phiếu HD Bank anh chị nhá HD Bank đấy thì HD Bank nó cũng đã có một cái vùng tích lũy đâu đó một cái nền khoảng tầm 2 tuần nay rồi đúng không ạ thì thường cổ phiếu tích lũy khoảng tầm 2 tuần thì đâu đó nó sẽ có những cái nhịp bật đấy thì em kỳ vọng là HD Bank nó sẽ kỳ nó sẽ bật lại cái vùng đỉnh cũ này với một cái, cái nền tích lũy hai tuần này anh chị nhá thì HD Bank đâu đó cái vùng giá uh, đây đâu đó cái vùng giá là khoảng tầm uh, 18.5 đến 18.7 là anh chị có thể mua và cổ phiếu này nó cũng đang đạt những cái tiêu chí kỹ thuật đó là nằm trên những cái đường MA20 đấy nằm trên đường MA20 và đi ngang tích lũy thanh khoản nó không quá nhiều nên là anh chị có thể là mua thăm dò giải nền được đối với HD Bank đấy và một cổ phiếu nữa đã có dòng tiền vào và đi ngang tích lũy khoảng tầm 2 tuần rồi chúng ta có thể để ý đó là Techcombank anh chị nhá là Techcombank khi mà đã có một cái phiên dòng tiền vào ngày mùng 2 tháng 6 hiện tại đang đi ngang với cái vùng nền khoảng tầm 2 đến 3 tuần rồi tích lũy gần một tháng rồi thì khả năng rất cao Techcombank nó cũng sẽ có những cái nhịp bật trong những cái phiên sắp tới đấy nó giống như con VIB này đúng không ạ nó giống như con VIB này đây ạ à, đi ngang tích lũy khoảng tầm 2 tuần và cũng có một cái nhịp bật khi mà chúng ta mua ở nền đâu đó nó cũng được khoảng tầm 4 thì Techcombank cũng vậy anh chị nhá đấy, Techcombank cũng vậy và hôm nay MBB nó đã bật trước rồi đúng không ạ MBB nó đã bật trước rồi và với cái mẫu hình gần như là tương tự đấy thì VIB và Techcombank thì anh chị cũng có thể là lưu ý đúng không ạ và hai cổ phiếu nữa chúng ta cũng có thể để ý đó là VPBank đúng không ạ khi mà đã có cái dòng tiền lớn vào ngày 23 tháng 6 hiện tại đang test lại với cái thanh khoản rất thấp thì cũng có, cũng, cũng có thể để ý được trong những cái phiên sắp tới ở đâu đó ở vùng giá 20 đối với VPBank đấy thì tương tự VPBank chúng ta có gì ạ chúng ta có BID nhá chúng ta có BID cũng là một cái mẫu hình gần như là tương tự khi có một cái khoảng tích lũy dài đúng không ạ và hiện tại là đang nó muốn đang muốn đánh vượt cái hộp này đúng không? thì cái hôm nay là một cái điểm mua đầu tiên của BID nhưng mà những cái mã cổ phiếu này thường nó sẽ có cái sự test lại thì khi mà nó khi nào mà nó test lại chúng ta sẽ mua đấy bởi vì thường nó sẽ đánh vượt cái hộp này anh chị nhá vượt cái hộp này vượt cái vùng giá 4 năm này thì nó sẽ có cái sự test lại lúc đấy chúng ta sẽ mua đúng không ạ bởi vì trong cái khoảng thời gian vừa rồi những cái mã cổ phiếu này nó tích lũy rất dài rồi đúng không ạ thì nó sẽ nó sẽ có một cái nhịp tăng anh chị là nó sẽ có một cái nhịp tăng để uh, để nó uh, để nó Kéo thị trường đi lên. Đấy, kéo thị trường đi lên thì nhóm banh này là cái nhóm mà chúng ta cần chú ý trong cái thời gian uh, sắp tới. Đấy, thì ngoài uh, ViBank này, BIB này, bị uh, BID này, Techcombank này, đúng không ạ? Và uh, những cái mã cổ phiếu như là uh, HD Bank này thì chúng ta sẽ còn những cái mã cổ phiếu như là EIB đúng không ạ? EIB anh chị có thấy là EIB nó đang uh, có một cái nền tích lũy rất dài, đâu đó khoảng tầm từ tháng 3 đến bây giờ là khoảng tầm 3 tháng rồi và nó đã có một cái nhịp chạy và hiện tại sau cái nhịp chạy này thì nó đang thu hẹp biến động trong cái hình tam giác này anh chị có thấy là càng thu hẹp biến động thì nó thanh khoản nó càng thấp đi đúng không ạ thanh khoản nó càng thấp đi và có thể là cuối đến cái vùng cuối tam giác này nó có thể là nó bật lên anh chị nhá nó giống cổ phiếu nào nó giống cổ phiếu liên việt postbank nhá đúng không ạ cũng có một cái nhịp tích lũy sau đó đánh lên đúng không ạ và sau đó tích lũy ngược trở lại với cái mẫu hình tam giác à, kèm theo đó trong hình tam giác thì thanh khoản lại nhỏ lại đấy thì gần đến cuối hình tam giác nó có một cái nhịp bật lên như thế này đâu đó cho chúng ta lợi nhuận cũng khoảng tầm được khoảng tầm sáu cũng khá ok đúng không ạ đấy thì anh chị có thể để ý nhá những cái mã cổ phiếu như là HD Bank này, Techcombank này, EIB này đúng không ạ, BID và VBank và một con thép là HPG đấy là HPG đó thì những cái mã cổ phiếu lớn nó đã có cái trạng thái dục dịch là chạy rồi giống như dòng bảo hiểm em có giới thiệu cho anh chị con MIG hôm trước đây ạ chúng ta vẫn vẽ cái hình này luôn là MIG tích lũy và cái đợt mà nó còn chưa chạy cơ đúng không ạ cách đây khoảng tầm gần một tuần thôi là em tuần trước em đã báo cho anh chị là anh chị có thể để ý MIG thì nó cũng đã chạy được một hai ba bốn phiên rồi dòng tiền vào rất tốt và đây là những cái mã cổ phiếu chúng ta cũng có thể là để ý để mua pullback được trong những cái phiên sắp tới anh chị nhá đấy thì đấy là những cái cơ hội sắp tới khi mà thị trường điều chỉnh là chúng ta có thể là vào bởi vì những cái mã cổ phiếu lớn khi đã có dòng tiền vào rồi thì cái việc mà nó điều chỉnh sâu luôn nó sẽ cực kỳ là khó trừ khi nó có những cái thông tin quá xấu thôi nên là anh chị hãy cứ yên tâm anh chị nha chúng ta vẫn còn điểm mua với những cái mã cổ phiếu đó đấy thì ok thị trường nhìn chung là cái vùng cản tiếp theo là 1150 và em cũng tham minh là khi thị trường lên đến đây khoảng tầm đến cuối tuần này là nó sẽ có cái sự rung lắc điều chỉnh lúc đấy là cái lúc mà chúng ta có thể là lựa chọn và mua cổ phiếu anh chị ha. Đó, ok thì video khuyến nghị của em ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Cảm ơn anh chị đã dành thời gian ra theo dõi và anh chị hãy lưu lại những cái mã cổ phiếu đó để chúng ta cho vào cái danh sách chờ. Đấy cứ khi nào về điểm mua thì em sẽ báo và em sẽ ưu tiên báo trước cho anh chị trong nhóm khách hàng anh chị nhá. Và anh chị nào mà chúng ta muốn tham gia nhóm khách hàng thì hãy có thể liên hệ với em vào cái số điện thoại Zalo bên dưới màn hình để có thể em hướng dẫn anh chị cách vào room anh chị ha. Ok thì xin chào và cảm ơn anh chị. Bye bye.